Nhân đích hả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay cũng là một video rất đặc biệt vì đây là kỷ niệm 3 năm mình upload video đầu tiên lên trên YouTube. Khi mà nhắc đến là mình đã làm YouTube được 3 năm rồi thì thực sự là mình vẫn không thể tin được ấy. Cho đến giờ phút này thì YouTube đã cho mình một quãng thời gian rất đặc biệt và cũng cho mình những thứ rất là đặc biệt. Vì khi mình bắt đầu YouTube thì mình bắt đầu trong một cái mùa hè khi mà mình quyết định không về Việt Nam. Và những hè trước đấy thì hè nào mình cũng về hết. Và hè năm đó thì mình quyết định là mình sẽ ở lại. Thứ nhất là vì sợ tốn tiền. Và thứ hai đấy là hồi đấy mình đang thất tình. Cũng buồn ấy, vì ở bên đấy mùa hè thì rất là vắng người. Thế là mình cũng chỉ biết là đi làm, xong rồi đi học. Và đến lúc thời gian rảnh thì ngồi xem YouTube. Và nó cũng làm cho cái cảm xúc của mình tốt lên rất là nhiều. Và mình nghĩ là tại sao mình cũng thích mỹ phẩm và mình cũng muốn chia sẻ những cái mà mình biết với cả những người khác, thì mình quyết định là mình sẽ làm video đầu tiên. Và tài sản duy nhất của mình lúc đó để bắt đầu YouTube thì chỉ là một cái máy quay. Cái lens đi kèm thì cũng là lens mà đi cùng máy lúc mua, là lens kit. Và chân máy thì mình không biết làm cách nào cả. Lúc đấy mình định để ở trên cái giá sách của mình ấy. Thế nhưng mà bởi vì nó thẳng quá nên là mình không thể dùng được. Và mình đã quyết định là ra thư viện để hỏi xem người ta có không để mượn. Và hồi đó thư viện thì chỉ cho mượn cái chân máy đấy 3 ngày thôi, cứ 3 ngày phải đem giả. Thế là trong suốt khoảng thời gian, mình nghĩ khoảng 3-4 tháng đầu tiên mà làm YouTube ấy, thì mình cứ ra để mượn 3 ngày xong mình đem trả. Xong đến ngày hôm sau mình lại ra mượn 3 ngày xong mình đem trả. Cho đến khi mà mình đi châu Âu thì mình không thể mượn được nữa. Và mình phải đi ra siêu thị để mua một cái chân máy. Và nó rất là dởm, nó kiểu bị lủng củng ấy, xong nó rơi, nó hỏng các thứ loạn đấy lên. Vì thế nên ngày hôm nay mình sẽ xem lại cái video đầu tiên mà mình đã upload lên trên YouTube. Và mình cảm thấy kiểu nổi hết cả da gà, bởi vì cái video đó sau khi mà mình upload ấy, mình không bao giờ xem lại luôn. Và mỗi khi mà có ai nói mình là mọi người muốn xem lại cái video đó ấy, mình cảm thấy rất là sợ. Vì kiểu xem làm gì, tại sao lại xem cái video đấy, còn nhiều video hay hơn, nhiều video đẹp hơn, đừng có xem video đấy làm gì cả. Thế nên là việc mà mình đang làm ngày hôm nay là xem lại video đầu tiên thì thật sự là một thử thách. Bây giờ mình sẽ đeo tai nghe. Trời ơi, run quá, tôi không muốn xem lại cái video này. Hồi đấy là mình quay ở trong cái phòng ký túc xá của mình hồi hè. Và cái phòng này nó rất là bé. Chỉ bước kiểu 5 bước chân là hết cái phòng đấy luôn. Và nó rất nóng nữa, phòng mình là phòng cao nhất và không có điều hòa. Ok, video đầu tiên của mình là đánh giá sản phẩm kem lót Primer Review. Dạ các bạn, trong video đầu tiên ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu một trang điểm rất quan trọng. Đấy là cách dùng kem lót. Hồi đấy tóc mình còn chưa nhuộm, chưa tẩy bao giờ cả. Nên là nó là màu tóc đen và nó xẹp thẳng đầu. Hồi đấy mình nhớ là mình cũng không biết làm xoăn gì đâu. Hồi đấy là chưa có máy làm xoăn nên là lúc nào cũng để tóc thẳng thôi. Thì kem lót là gì? Kem lót trong tiếng Anh ấy, thì là base hoặc là primer. Sao hồi đấy mặt còn béo nữa chứ, xong còn mặc áo màu xanh. Thường những người mà da hay bị đỏ lên ấy, da mặt hay bị đỏ lên, hoặc là bạn có những cái sẹo mụn ở trên mặt chẳng hạn. Hồi đấy mình nghĩ là mỗi khi mà mình làm những cái video review ấy thì cái nhạc background của mình nó phải là nhạc spa, tức kiểu nhạc thư giãn, để khi mà người ta xem người ta sẽ có cảm giác là thư giãn. Và đây chính là một trong những lý do mà mọi người nghe thấy cái nhạc ở trong này nó rất là nhẹ nhàng. Mọi người biết lý do đầu tiên mà mình làm cái video này là gì không? Bởi vì hồi đó rất nhiều bạn hỏi mình về make up. Thế nhưng mà kiểu bạn bè xung quanh thôi. Nhưng mà khi mà mình nói đến kem lót ấy thì không ai biết kem lót là gì cả. Và mọi người kiểu rất là không hiểu về kem lót ấy. Và lúc đấy là mình mới biết kem lót là gì khoảng vài tháng trước đấy thôi. Thế nên là tự hào lắm. Nên là quyết định sẽ làm video này để chia sẻ với mọi người cái đấy. Cái nhạc background này là mình buồn ngủ. Thì cái này có tác dụng hoàn toàn khác với cả cái này. Hồi đấy mình quay thì không có đèn, nên là mình toàn lựa những lúc mà nóng nhất, tức là khi mặt trời chiếu thẳng vào phòng mình ấy, thì
thì mình quay vì không có đèn gì cả, nên là lúc nào cũng đợi là cho buổi trưa hoặc tầm 2-3 giờ lúc mà nóng nhất thì ngồi quay. Một số một đấy còn thường nhưng không biết dùng mascara. Mình thấy cực kỳ thích nhưng mà không biết bao giờ mình có tiền mua. Nhà mình vẫn review cho các bạn. Thì đấy là sản phẩm Estee Lauder, gọi là Illuminating Perfecting Primer. Ui, mình vẫn nhớ cái kem lót này của Estee Lauder, dùng rất là thích. Thế nhưng mà mỗi khi mà mình đi qua cái hàng Estee Lauder xong mình nhìn vào cái giá của nó ấy, xong mình lại kiểu thôi, không mua nữa, không có tiền mua. Thế nên là mỗi khi mà đi ra Sephora xong rồi nhìn thấy người ta có sample ấy, hoặc là order Sephora mà có sample, trời ơi, thích lắm. Suốt ngày phải dùng hết những cái sample đấy rồi mới dùng sang cái khác. Tất cả những gì mình biết và mình chia sẻ, nếu các bạn có câu hỏi thì có thể comment ở dưới. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì có thể cho mình một like và hoặc là subscribe. Các bạn có thể cho mình một like. Thực sự là khi mà mình bắt đầu làm cái video này này, mình là một con người rất là nhút nhát. Và khi mà mình post video đầu tiên lên thì bạn bè mình không ai nghĩ là mình có đủ dũng cảm để đưa video của mình lên trên YouTube, lên online để cho mọi người có thể nhìn thấy. Và như mình nói lúc đầu ấy, thực ra cái động lực lúc đấy để mình làm YouTube là để mình quên đi những cái chuyện mà mình không vui ở xung quanh. Và mình muốn tìm một cái chỗ nào đó để mình giải tỏa cái tâm lý của mình. Và mình muốn cho mọi người xung quanh thấy là mình không phải là một đứa lúc nào cũng chỉ ủ rũ. Vì hồi đấy mình không phải là một người tích cực, mình than thở rất là nhiều và mình suốt ngày post Facebook về những thứ mà không vui vẻ gì cả. Thế nên là mình nghĩ là khi mà mình làm cái này thì mình sẽ đem đến những điều vui vẻ cho những người khác. Và như mọi người nhìn thấy là trong khoảng thời gian 3 năm thì mình cũng thay đổi rất là nhiều. Mình đã có ánh sáng tốt hơn, mình cũng có người giúp mình quay. Từ năm đầu tiên thì chỉ có một mình. Năm thứ 2 này có sự giúp đỡ của Đức Anh và Phi. Năm thứ 3 mình về đây thì có sự giúp đỡ của My và Đức Anh khác. Thì những cái mà mình đạt được bây giờ thì không phải là một mình mà còn sự giúp đỡ của rất nhiều người khác nữa và sự ủng hộ của mọi người xung quanh nữa. Thực sự là mình biết là có những lúc mà có thể là mọi người ấn nút subscribe rồi mọi người cảm thấy là không hài lòng với cả video của mình chẳng hạn. Thì mình cũng có cảm giác tương tự thôi, cũng có rất nhiều lúc mà mình muốn bỏ, mình không muốn làm nữa. Mình chỉ muốn là tại sao mình lại làm những cái mà mình muốn làm cho người khác vui vẻ hơn ấy, nhưng mà mình cái mình nhận được ấy thì không phải là cái đấy. Hôm trước thì mình có xem lại những cái ảnh của mình ở trong cái điện thoại này và mình có nhìn thấy một cái ảnh từ hồi mà 10.000 subscriber và lúc đấy chỉ có 10.000 bạn thôi. Và lúc nào mình cũng có cảm hứng là vui vẻ và cảm giác như là 10.000 bạn đấy thôi nhưng mà ai cũng ủng hộ mình hết. Thế nhưng mà tất nhiên bây giờ có nhiều người hơn thì cái trách nhiệm nó cũng lớn hơn và cái áp lực nó lớn hơn và cũng có nhiều ý kiến hơn. Mình không trách cái điều đó, mình cảm thấy rất vui vì nó cũng làm cho mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Và anyway, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ấn nút subscribe channel của mình và đã tìm thấy một điều gì đấy từ bản thân mình hoặc là từ những cái nội dung mà mình đưa ra mà mọi người cảm thấy thú vị hoặc là cảm thấy nó có ích cho cuộc sống hàng ngày của mình chẳng hạn. Mình luôn luôn muốn là mình sẽ thay đổi bản thân nhiều hơn nữa. Không phải là để trở thành một con người hoàn hảo, mình không muốn trở thành một người hoàn hảo. Mình muốn là một người có thể làm cho những người xem khi mà nhìn vào có thể nhìn thấy bản thân mình ở trong đấy và có thể sử dụng được hết tất cả những cái mẹo mà mình chia sẻ hoặc là làm hết tất cả những cái DIY mà mình chia sẻ. Và hy vọng là dù con số ngày càng đông nhưng mà chúng mình sẽ vẫn yêu thương nhau như những ngày đầu tiên và luôn luôn ủng hộ cho những quyết định của mình và luôn luôn coi mình là một người bạn, người chị, người em có thể tin tưởng được trong tất cả mọi việc. Đừng bao giờ coi mình là một người nổi tiếng hay gì cả. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo của năm thứ tư trên YouTube channel Trinh Phạm. Bye. Đây là cameraman của mình. Mọi người nhìn ở dưới description box ghi là Đức Anh đúng không? Để Đức Anh. Để Đức Anh.
Bây giờ bọn mình sẽ cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật 3 tuổi. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 2, 3.